các bạn đã đến với kênh YouTube của Debian House. Video này nằm trong chuỗi các video hướng dẫn tự học Revit Max, và nội dung của video này là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy key bản quyền của phần mềm Revit cũng như là cách cài đặt phần mềm sao cho đúng, tiết kiệm tài nguyên của máy tính của mình nhất. Để lấy bản quyền của phần mềm Revit, các bạn có thể vào trực tiếp trang autodesk.com, hoặc các bạn có thể vào bằng đường link bên dưới description của video này, hoặc các bạn cũng có thể đi theo những cái hướng dẫn mà mình đang làm ở trên video đây. Trong bài viết hướng dẫn ở trên web thì mình hướng dẫn rất là kỹ càng. Các bạn có thể xem các hình ảnh, đọc các text ở trong đó để xem những cái bước làm như thế nào. Thì về cơ bản chúng ta sẽ vào trong web của Autodesk, đăng ký một tài khoản. Rồi sau đó các bạn chọn cái hệ điều hành của mình sử dụng là hệ điều hành gì. Phiên bản thì viết là bao nhiêu, 2015, 16, 17, 18, 19 gì đó. Rồi mình sẽ chọn cái ngôn ngữ mà mình sử dụng. Và thông thường thì ở đây mọi người Việt Nam thì mình sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thôi, chứ còn tiếng Việt thì không có. Cuối cùng là các bạn nhấn nút Install Now. Sau khi các bạn đã chọn những cái thông tin như hệ điều hành, phần mềm và cái ngôn ngữ, thì ngay bên dưới đó nó sẽ hiện ra cái license của phần mềm của mình. Các bạn có thể chụp lại cái hình đó, hoặc các bạn cũng có thể vào trong email Autodesk sẽ gửi cái thông tin bản quyền đó về email cho mình. Và khi cài đặt, các bạn chỉ cần nhập những cái key đó vào là xong. Và nếu các bạn làm như vậy thì các bạn phải có kết nối mạng, bởi vì phần mềm trong lúc cài đặt nó cần phải download những content này từ trên mạng về, và thời gian cài đặt rất là lâu. Nên có thêm một cái cách nữa là các bạn bỏ chọn luôn cái phần content library này luôn, và mình cứ cài đặt bình thường thôi. Sau khi cài đặt xong, mình sẽ copy cái content library từ một cái máy khác và cài đặt trực tiếp qua, hoặc là các bạn có thể download cái content library đó từ trên web của mình cũng được. Vị trí của content library trong máy tính của mình là các bạn vào OC, vào Program Data Autodesk, và mình chọn cái thư mục có tên là RVT bao nhiêu đó, là tùy theo phiên bản của bạn đang sử dụng là 16 hay 18. Nếu mà 2016 thì nó sẽ là RVT 16, 2018 thì sẽ là RVT 18. Và trong đó thì các bạn thấy rất là nhiều cái template rồi family vân vân. Các bạn copy nguyên cái thư mục đó từ một cái máy đã cài rồi, sau đó mình bỏ vào trong cái thư mục của mình. Các bạn chú ý là thư mục Program Data trong default của Windows nó là một cái thư mục ảnh, bởi vậy các bạn phải cho cái file ảnh hiện lên thì các bạn mới vào trong đó được. Chúng ta không có thay đổi bất kỳ một cái thông tin gì hết, không thay đổi tên của thư mục gì hết, chỉ copy nguyên cái thư mục RVT 18 hay là RVT 16, 15 gì đó, copy vào máy của mình xong. Ở trang web của mình thì mình có upload sẵn cái content library của Revit 2018, các bạn có thể download nó về và save ở đâu đó trong máy của mình, và khi mình cần cài lại Revit thì mình cũng có thể copy nó sau này. Các bạn nhớ là sau khi cài xong Revit rồi chúng ta mới copy cái content library này vào. Vậy là xong. Các bạn cũng có thể tham gia nhóm tự học Revit Max của Debian House trên Facebook, mình được link trong description bên dưới video này. Tại đó thì các bạn có thể trao đổi lẫn nhau để học hỏi thêm kinh nghiệm về Revit cũng như về MVP. Mình cũng có thể xin những cái model, xin tài liệu, rồi xin family v.v. để kiếm những cơ hội việc làm mới. Các bạn nhớ nhấn cái nút đỏ phía bên dưới subscribe kênh để ủng hộ Debian House. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.